nay sẽ qua quay phim cái hầm các bạn. Cái ao tiếp tục đang sẵn sàng bơm để bắt cá nè. Nay quay phim cái điện thoại, không có sử dụng máy ảnh tại vì quay phim nó dưới bùn đất sình không à. Không có sử dụng cái máy ảnh quay được đâu. Đây tốt kìa. Rồi các bạn thì giờ thì khá nắng các bạn. Thì mình đi ra coi coi cái hầm các bạn. Thì hôm nay quay phim cái điện thoại chắc chất lượng nó không có tốt được. Nhưng có máy ảnh không? Tại vì mình bơm hầm thì thường lội với sình đất không à. Dùng cái máy ảnh nó đèn dục luôn. À, cá các bạn thấy thì không biết nhiều không mà cả năm nay mới bơm á. Cái tiếng máy khá lớn ồn quá. Thì có bài dịch dưới đây nữa. Nắng quá trời quay phim là điện thoại nó thoát ra ngoài luôn các bạn. Rồi đợi chút nữa các bạn. Một chút nữa đi rồi vô cái hầm nó khô nó cạn mới được, đang bơm nó cạn chắc tầm phải nửa tiếng nữa mới có cá không nữa. Cái hầm nó im quá. Có cái bắt cá nè. Dạ. Lấy lên bớt đi, đủ má một thùng nữa nè. Cái thao bỏ vô nó nhảy ra hết. Bấm đầu mắt rồi. Đủ mà cá phi không đâu có chích được. Đủ mà bắt đi. Bắt thì xuống chị nhiều. Thì bắt đâu có xuống nhiều mà cầm cá lên nè. Ken nó cá nè Ken. Cá. Em có bắt cá. Cá đâu? Bắt dẹm dẹm bằng hai trong đó luôn á. Bị chết không à. Văng dữ lắm nha. Dẹm đâu? Dẹm đâu? Cái gì? Dẹm đâu? Dẹm cái lỗ ở dưới đâu? Nước nó bị xì qua rồi. Còn có mè. Bây giờ bỏ vô không được nè. Thôi đợi đi ấy nữa lại. Hai cái thùng mới đến, còn cái thùng nào nữa không? Không. Cá phi không luôn. Ôi lên khên luôn. Dạ. Cái gì? Thấy con dẹm đâu? Nó mò dưới bộ nó nổi lên ha mà. Vô coi cái thùng xong cho Ken lấy cái thùng ra đây Ken. Có thằng lắc bổ hoành lên luôn. Có má cơm hay gì đủ má hết biết rồi. Có rồi vẫn chết rồi. Cơm không? Không cơm, cơm trắng tươi, cơm dễ quá Ken. Cơm mày ơi. Cơm không? Cơm. Cơm đem bỏ vô ấy đi đến ơi. Thả hầm. Thả hầm cái vô. Bắt lên liền đi để nó hồi nó khờ. Bỏ vô rổ. Đủ mẹ. Vô rổ mà còn có thùng nữa không? Tính mắt rồi. Tính ơi. Thấy cái thùng mới tính. Thôi tiếng. Con nữa là hai thao lát luôn, một cặp luôn. Trời trời, thao lát ơi! Ủa mẹ xách thùng xách đồ ra bắt con cá thác lát đem thả hầm nè. Kêu mày cái mày bấm. Cô vô nhà còn có cái thùng nữa không Ken? Bóc cái thác lát đi hồi nó khờ. Cơm đủ tổ mẹ kêu bắt thả hầm. Dục đi. Lát chắc chết luôn quá. Dục mạnh xuống đây đại đi. Đại đi, đại đi. Kêu nó xuống bắt cá rồi đủ mẹ đổ khách lên luôn.
đây đây khách hàng cá mình nuôi đây mình đâu coi. Cá thắt lát cơm đủ tổ mẹ lên lúc đảm rồi. Còn đây con nữa không biết thắt lát gì nữa nè. Nãy giờ có bắt không có được. Cái thau này để nhảy ra ráo mà. Rồi bỏ hầm thôi. Rồi bỏ rổ rồi đây đi. Con đừng chọc cái ke, xích tới đây ke, đừng lên đó ke. Dạ. Quá trời nước luôn bắt quẹ. Quá mấy nút. Rửa con mấy nút. Nó còn con nó bắt con nó đi đi, hồi nó khờ. Dạ. Rửa con mấy nút đi. Bắt con nó trước đi. Bắt không được nè, nước không luôn, quăng rổ rồi. Má nước không bắt gì. Càng ngày càng lúc luôn. Giết con này là giật máy bớt. Dạ. Ờ. Gì? Có con cá. Đinh không đó Ken. Được. Đinh đi lên chuồng. Đinh không đó. Đấy, đừng đi lên trên đó, xuống trở về, trở về, trở về, trở về đây, trở về đây. Trở về đây. Đi xuống bắt. Bắt cá lên, lấy lên kệ ra để Ken. Ủa má lạ thì mẹ ơi. Chín nút không? Chín nút luôn. Bên kia có táo mà, bên đây chín. Chưa nổi á. Hả? Nó chưa nổi đủ. Đây bên 8 mình chín luôn. Rồi Dũng có thau ở đây. Rồi vớt ra để nó lấy nữa. Đủ. Cá lóc nó tiêu đó rồi kìa. Không có cá lóc. Con còn nãy trong bầy rầm đó là rầu luôn á. Đủ thao đi bắt bên kia ấy lên. Má nó không có được bên chính đều. Tí hồi nó chết, nó vô quần chết. Cô bắt thao lát lên kìa. Nó có ba tao kêu dục cái thao xuống kia. Má phải được hai bên chính đều ngon quá. Chưa nổi á. Này bên 8 bên 9. Nhỏ hơn. Nè 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 bỏ lên tảm đi. Đây cái nửa thùng đi Ken. Nó dài quá. Đổ qua đi. Chứ trong giò mày hàng qua đá mày lậu đi đâu. Ờ. Ờ. Bây giờ biết cái giống giò của mày rồi chứ cái hàng. Nhà đi kiếm hàng luôn. Cha định con gắt thằng té. Bóng có bóng nè. Đã rồi. Cá nhìn nè. Cá nhìn nó thương quá. Cái gì? Bắt đi. Mấy con cá phi đó luôn kìa, bắt đi. Không có con cá sặc luôn. Quá,
hết luôn. Cái đó cái thi vậy nè, bắt đại đi. Đó. Ừ. Đau lắm á, đụng mẹ xuống nhỏ bắt. Tao mẹ trên té đây. Nhận. Mặt không còn quần què gì hết rồi kìa. Học đầu nó chạy chạy quần két. Có Phi kìa. Kế cắt có Phi. Hôm nay không có tôm gì trơn. Hẳn cạnh khô nó có nó chết rồi. Mất dẹm đi Ken. Mất dẹm. Quá trời cá mẹ đó. Ôi con này xích cực queo rồi. Nóng nãy giờ. Chết rồi, hết rồi. Đừng đưa kia cái mẹ đất trước nó chết nó kìa bắt lên. Tôm nè. Ừ. Thả đi cha. Ai đưa rõ thì mi. Đây quá trời cá rồi. Cái này cái đồ biển đâu, cái đồ biển có bự luôn nè. Con này không có ai. Con gì đâu nè. Nó ngoài nè. Nó khác là kiến rồi. Hết luôn. Trời ơi. Hai cặp cái lô kiến luôn. Cục dưới đây nè. Bỏ vô Ken. Kiếm cực cực luôn. Ui. Ui, má cái gì không có mà lao kiếm. Vô quần dính hoài luôn. Không thèm. Nè dứt con này Ken. Sạc. Chạy. Ui. Đâu có cái gì mà có Phi đâu. Có cái lá. Nè cái lá phiến gặp. Nè cái lá phiến nè. Đó. Có Phi nữa nè. Ui. Trời. Cái gì? Rồi cái heo. Ghê lắm. Nè. Nè, giật nha. Cái bài nữa nè. Ngàn cũng có lâu kiến luôn. Lâu kiến cũng còn nữa cô bà. Mấy bài. Mấy bài thôi, mấy bài thôi. Ui. Nó nhỏ dục hết hàm bản. Ui. Ui. Sao lưng con hà kè bắt lại đi. Còn hết rồi, còn cái lô kiến không à. Con còn nãy đầu tiên. Đó, thua Ken nữa. Ba thằng bắt thua Ken. Ken là ôm cái rổ này chắc cứu. Ôi. Đưa anh hai lấm vô liền anh hai cái trăm cái lô kiến luôn thèm cái phi nó nằm rồi hả? Kiến. Em nó xuống không có cái tê luôn.
đủ ngay chết 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 rồi. Đã rồi. Chết veo ra rồi. Nhớ nước mặn không vô chết. Hết rồi. Hết rồi. Bỏ đi, còn, đó bỏ đi. Còn cái là phiến này. Vậy xuống đây. Xuống đây lấy cá lên. Hả? Đó. Không thấy gì hết à. Cá đã đủ vốn. Cá gì? Là cá lóc bông. Toàn là cà phê đâu các bạn, cà phê không à, đó, bằng muối bằng mắm đâu á. Tính bắt hai cái đi trắng lên chưa tính. Không bèo với trời. Nên ruộng hết rồi mẹ ơi. Trắng đi thì để nó chui cho mẹ. Rồi lại đặng lại đây. Nó sẽ lên thận rồi không lên thận rồi. Sức phớt. Kê vô vụ nữa hả? Ừ. Đâu à? Kê. Không xong thì tính rồi. Cái loại không? Không kìa, không xong. Dầm như đó, khen cây này cây kia trắng đẹp màu á. Đúng rồi. Nhiều màu chứ được. Tại à, sao nó không lội rồi nó cũng lội cái bộ đồ nào nó lội dữ vậy. Tại em đâu lội đó đây. Áo trắng rồi xong rồi liền luôn. Giặt giặt cũng đâu trắng đâu. Cái quần mày cũng liền lên. Nó có quần dắt rồi không có quần nữa.